Xin chào quý vị và các bạn, rất vui được chào đón ngày mới cùng quý vị và các bạn trong bản tin thời tiết 6 giờ sáng nay. Thưa quý vị và các bạn, sau những ngày nắng nóng oi bức khó chịu, ngày hôm qua bầu không khí mát mẻ đã bao trùm khắp Bắc Bộ, mức nhiệt đã giảm hẳn xuống từ 3 cho đến 4 độ so với những ngày trước đó. Ở phía Đông Bắc Bộ, nhiệt độ trưa chiều qua chỉ phổ biến trong khoảng từ 28 cho đến 32 độ, còn ở Tây Bắc thì nhiệt độ cao hơn nhưng cũng không vượt quá mức 36 độ. Đó là nhờ có sự tác động của khối không khí mát từ phía Bắc tràn xuống, cho nên nhiệt độ trên hầu khắp các nơi ở phía đông của dãy Hoàng Liên Sơn đã giảm xuống và thời tiết dịu đi nhiều. Tuy nhiên, do có sự xáo trộn mạnh trong bầu khí quyển, nên mưa rào và dông đã xuất hiện rải rác. Trong đó, một số nơi thuộc khu vực Việt Bắc và Đông Bắc đã có mưa dông với lượng khá lớn. Sang đến ngày hôm nay thì tình trạng nhiều mây vẫn còn duy trì vào buổi sáng, độ ẩm không khí khá cao và những cơn mưa vẫn có khả năng xảy ra ở một số nơi thuộc các tỉnh Nam Đồng Bằng và khu vực Tây Bắc. Lúc này, mức nhiệt độ đang dao động trong khoảng từ 21 cho đến 26 độ, trời rất mát mẻ và dễ chịu. Đến khoảng trưa chiều, đôi lúc trời giảm mây và có nắng, với mức nhiệt độ cao nhất ngày hôm nay sẽ phổ biến trong khoảng từ 28 cho đến 33 độ ở các tỉnh phía Đông Bắc. Riêng các tỉnh phía Tây Bắc Bộ do nằm xa vùng tác động của khối không khí mát cho nên nhiệt độ cao hơn các tỉnh phía Đông. Và ở một số nơi như tại Mường Lay, Mường La, Sông Mã, Phủ Yên, Yên Châu vẫn có thể đạt mức sấp xỉ 35 độ. Với khu vực miền Trung, trong đêm qua, giải mây dông đã dịch chuyển xuống, cho nên đã gây ra mưa rào rải rác cho khu vực các tỉnh từ Thanh Hóa trở vào cho đến Thừa Thiên Huế. Đến sáng nay thì mưa cũng giảm hơn, nhưng trời còn khá nhiều mây, nên nhiệt độ ở khu vực này chỉ dao động trong khoảng từ 30 cho đến 33 độ, một vài điểm lên trên 33 độ. Với các tỉnh thành từ Đà Nẵng trở vào cho đến Bình Định và Phú Yên thì trong ngày hôm nay vẫn phổ biến ít mưa, ngày có nắng từ sớm và kéo dài đến chiều muộn. Nhưng nhiệt độ cũng giảm xuống với mức nhiệt độ cao nhất ngày phổ biến từ 32 cho đến 35 độ. Một vài nơi ở vùng núi phía Tây, các tỉnh thành từ Quảng Nam đến Phú Yên đạt mức sấp xỉ hoặc trên 36 độ. Với các tỉnh thành thuộc Tây Nguyên và Nam Bộ, ngày hôm nay nhiệt độ tiếp tục tăng cao trong khoảng từ 11 giờ cho đến 15 giờ chiều và nắng nóng vẫn xảy ra ở khu vực Tây Nguyên và các tỉnh miền Tây Nam Bộ. Mức nhiệt độ cao nhất ở các khu vực này vào khoảng từ 33 cho đến 35 độ. Riêng khu vực miền Đông Nam Bộ tại các tỉnh như Tây Ninh, Bình Phước, Đồng Nai, Bình Dương và cả thành phố Hồ Chí Minh, nắng nóng vẫn duy trì trên diện rộng với nhiệt độ cao hơn khu vực miền Tây, với nhiệt độ cao nhất từ 35 cho đến 37 độ, có nơi trên 37 độ. Đến chiều tối, những đám mây đối lưu bắt đầu phát triển và gây ra mưa dông trên khu vực. Tuy chưa phải là mưa lớn trên diện rộng, nhưng những cơn mưa sẽ làm cho bầu không khí trở nên dịu đi nhiều. Mặc dù vậy, nhưng trong cơn dông vẫn tiềm ẩn nguy cơ xảy ra tố lốc, mưa đá và gió giật mạnh, cho nên người dân vẫn cần hết sức cảnh giác với những hiện tượng thời tiết nguy hiểm này. Cuối cùng là những thông tin thời tiết trên biển. Thưa quý vị và bà con ngư dân, ngày hôm nay gió tại khu vực Vịnh Bắc Bộ có hướng chủ yếu là Đông Đông Bắc, khoảng cấp 4, cấp 5. Sau đó đến ngày 12 và ngày 13 tháng 5, gió sẽ chuyển sang hướng Đông Nam và vẫn duy trì cường độ cấp 4, cấp 5. Nhưng điều đáng lưu ý hơn cả vẫn là những cơn mưa rào và dông kèm theo gió giật mạnh, nhất là ở vùng biển ven bờ, cho nên bà con ngư dân cần thận trọng khi hoạt động ở vùng biển này. Còn trên khu vực Biển Đông, bao gồm cả hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa, gió vẫn thịnh hành theo hướng Đông Nam với cường độ khoảng cấp 4, trời ít mưa và có nắng nên vẫn thuận lợi cho các hoạt động hàng hải. Những thông tin vừa rồi đã khép lại bản tin thời tiết sáng của kênh VTC14. Chúc quý vị có ngày mới tràn đầy năng lượng và làm việc hiệu quả. Còn bây giờ xin kính chào và hẹn gặp lại. Thank you.